Vâng, xin chào bà con ha. Hôm nay thì chương trình đi làm về, em có nhận được một cuộc gọi của một người anh ở Đà Lạt, nói là bệnh suy thận đã giảm đáng kể từ giai đoạn 2 xuống giai đoạn 1 và mới có ăn có mực có khoảng 25 ngày thôi. Và cái điều này thì khá là đặc biệt. Tại thường á, là bà con mình ăn phải tầm 3 đến 6 tháng mới thấy cái hiệu quả. Thì có người thì ăn phải, nếu mà có thể do cái sức khỏe của mình á nó yếu như thế nào đó thì mình ăn có thể trên 6 tháng mình mới thấy giảm ha. Còn một cái anh này thì mới có 25 ngày thôi. Hôm nay mình sẽ gọi điện hỏi anh xem chia sẻ kinh nghiệm với bà con mình ha. Tại vì lúc em đi ngoài đường thì em cũng nghe rất là gấp nên là em cũng không có nhớ tên của anh. Để em có hẹn lại là khi em về tới nhà có gọi lại nhờ anh chia sẻ thông tin. Dạ, em chào anh. Em là Sơn bên kênh Sức Khỏe 60 giây anh. Dạ, bây giờ em nói chuyện với anh được không ạ? Được ạ. Dạ, xin lỗi, anh chia sẻ tí xíu thông tin, anh tên gì ạ? Anh Đinh Tân Anh Tân, ở Đà Lạt. Dạ, anh nay nhiêu tuổi anh Tân? anh năm nay 43 tuổi rồi em. Dạ, anh 43 tuổi. Hồi nãy em trên đường đi làm về thì nghe anh giảm bệnh khi ăn có mực có chưa đầy 1 tháng. Thì em muốn tối nay gọi điện lại cho anh để nhờ anh chia sẻ kinh nghiệm với động lực cho bà con ạ. Em xin phép em cuộc gọi nhanh. Dạ. Dạ rồi anh tại sao anh biết được cái cỏ mực này, anh biết khi nào mà anh bệnh khi nào vậy anh? Thì anh bệnh đó thì từ năm 2011 á. 2011. Ủa, là nay lâu rồi ha, 7 năm. Lúc đó là nó cũng chưa qua suy thận mà nó là đang là viêm cầu thận Dạ. mãn tính. Dạ. Thì lúc đó là huyết áp nó tăng cao lắm. Dạ. Thì mình mới đi vô tình đi khám thôi, thì phát hiện ra là bị viêm cầu thận. Thì mình đi chữa rất nhiều bệnh viện, Dạ. Đại học Y Dược nè, Bình Dân nè, rồi Nguyễn Tri Phương, Dạ. cái là bệnh viện tỉnh Lâm Đồng nữa. Dạ. Thì một thời gian chữa chắc khoảng là 5-6 năm á, nó cũng À. hết mà thuốc nam thuốc bắc anh uống từ bắc châu nam là chỗ nào cũng uống hết á, Bình Định rồi Hòa Bình Sơn La rồi chỉ là uống uống sạch chỗ nào chỉ là đi uống hết á, Dạ. nhưng mà nó cũng không có chuyện giảm hết á. Mà anh kia hỏi là lúc đó anh bị ngoài cái bệnh viêm cầu thận anh còn bệnh huyết áp tiểu đường không anh? Không, huyết áp thì viêm cầu thận nó bị viêm cầu thận nên là huyết áp sẽ tăng cao em, Dạ, là chỉ huyết áp thôi. cái thận mà nó Dạ. thận mà nó lọt thì ví dụ như là nó bị nghẽn thì nghĩ là ví dụ mình cứ tưởng tượng là một máy bơm nước đi, khi mình bơm qua một cái lõi lọc đó thì có nghĩa cái lõi lọc nó nghẹn, thì nghĩa là cái áp lực của bơm nước nó tăng Dạ, cao lên đó, nó nên phải chạy hết công nó sức đó ha. đúng rồi, nó là nó mà bị huyết áp là rồi là nguyên phát đó. Dạ. Rồi sau đó là anh đi 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 khám nhiều quá mà không hết, xong đến năm 2016 á, Dạ. 2016 á thì nó chuyển qua suy thận giai đoạn một á, Dạ. là chớp suy thận giai đoạn một á, là Dạ. nó chỉ số creatinine lúc đó là đi khám là nó là 135. 135 là vừa qua giai đoạn 1. Chớm qua giai đoạn một á, Dạ. rồi mình đã chuẩn là nam từ 72 đến 120, Dạ. mà anh qua là 135 là nó bác sĩ nói qua giai đoạn một rồi. Dạ. Thì anh tiếp tục đi xuống Nguyễn Tri Phương uống, thì bác sĩ cho uống những thuốc nó cũng ít lắm nhưng nó chất có chất corticoid em, Dạ. nó gọi là thuốc Meron, nó là có chất corticoid mà nó là thế hệ mới của thằng Visa phải không, Dạ. nó uống là giữ nước tích nước phù vậy lắm, Dạ. mặt mày quá nó phù lắm á. Thì anh uống xong một thời gian anh lại dần anh không uống nữa, Dạ. rồi sau đó là thấy mình tuyệt vọng rồi, vừa rồi là mình đi khám cách đây khoảng cỡ 2 tháng đi khám thì Dạ. chỉ số của mình như lên liên tục, Nó tăng liên tục. một tháng là nó tăng lên mấy chục luôn á, ví dụ Dạ. như mới đầu anh là 145, một Dạ. năm xong lên là khám là 166, Dạ. một tháng là 166, tháng Ừ. sau lên 184, Ồ, lên quá nhanh tháng luôn. sau nữa lên lên 216, Dạ. là lúc đó anh thấy hoảng quá rồi, Dạ. thì cũng tra đại lên mạng rồi đó lung tung, nó thì thấy clip của em á, Dạ. thì anh mới lần số điện thoại của em không lần ra, thì bắt đầu mới 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 cố gắng bắt đầu theo thử ăn thử đi, thì thấy Dạ. em quay những người thực tế thì cũng hay quá mà, Dạ. rồi anh bắt đầu anh mới ăn ăn thì lên Đà Lạt có mực nó hiếm lắm, hình như bây giờ không còn nữa, bởi Lên trên có vì mực trên Đà Lạt là không có con mực hả anh, hiếm hả? có mà hiếm lắm em, Dạ. tại vì người ta trồng nó đi bây giờ nên bơm thuốc đồ nó chết hết à, Dạ. rồi vệ sinh từ Phan Rang, Phan Thiết, Bình
gọi điện gom về. Để tôi làm ăn. Mới đầu ăn được 10 ngày á, ăn khó ăn lắm. 10 ngày ăn là ngày đầu thì nó bụng nó hơi sôi sôi khó chịu. Tức là nó khi ăn á là cái bao tử nó khó chịu phải không? Nó không quen. Đúng rồi, nó bằng thận người, nó nghe người nó không bằng thận á. Trong đó là anh lại tại ăn mấy ngày không hết, ăn khó chịu quá. Xong mà anh thì lúc anh thấy cỏ mực, anh mới gọi điện cho thêm phúc gì ở dưới chị đoàn á. Dạ. Thì anh đó là kêu em có cỏ ngực mực ở Bạc Liêu gì đó. Thì anh mới gọi điện thì phúc nói là hết cỏ mực rồi. Dạ. Xong mới hỏi anh là bị gì, xong anh nói là anh bị vậy đó. Dạ. Suy thận đó, giai đoạn 2 rồi. Dạ. Phúc kêu nó cũng bị suy thận đó, nó ăn mà nó nhờ anh Sơn chỉ, nó coi anh Sơn chỉ đó là nó ăn hết. Ủa, anh Phúc đó ở đâu vậy anh? Phúc nó ở bên Sài Gòn á, mà nó đang chở điện thoại vậy mà anh nó cũng trẻ tuổi đen. Ồ, vậy để hôm nào em cắt ngày mai em xin số để gọi điện hỏi anh Phúc nha. Dạ. Đó, cho anh số điện thoại của em đó nhé. Rồi, anh kể cái tiếp là, câu chuyện của anh. Dạ. Nó sẽ kêu là cho gọi cho anh biết anh vui. Dạ. Gọi cho em á, cho biết để vui. Cho đó là cái anh ăn được khoảng 10 ngày á, trong nói chung là khó ăn quá. Dạ. Nhưng mà cũng cố gắng ăn. Xong Phúc nó mới nói thôi anh, em thấy người ta say, ta uống nó nhanh xuống rồi. Thì cái mẹ anh bắt đầu xay, cứ xay dồn vô chai á. Dạ. Để đó 2 ngày cứ một lần xay vô, xay nguyên chất liệu bắt hết nước ra luôn. Tức là cái đó là anh xay khi mình đã hấp chín hả? Không, chưa hết, anh xay sống á. Xay sống hả? Dạ. Anh xay sống vậy luôn, anh xay cả lá, cả thân, cả đồ, anh xay hết ra luôn. Dạ. Xong rồi anh hỏi máy xay tối xay hết. Xong rồi anh bắt xong là nước đó anh bỏ vô chai, bỏ một lần. Dạ. Cứ một, mình xay cũng nhiều quá, xay hơn 1 ký, 2 ký gì đó. Dạ. Đó, ta uống được 2 ngày. Cho anh bỏ vô tụi đoàn xong là cái đến ngay giờ, vô 7 giờ sáng anh đi trước kia làm á. Dạ. Anh ăn cán xong rồi cái đó mẹ anh chân cho anh vô đổ một chén sắp sắp dở nước. Dạ. Đó. Cái chân cách thủy khoảng 2 phút thôi. Dạ. Chân lâu sợ nó mất chất phút gì đó. Dạ. Rồi anh chân 2 phút thôi. Xong là anh uống thôi. Rồi chiều về là khoảng 7 giờ tối uống lại lần nữa, kiểu đó luôn. Tức là một ngày anh ăn mấy lần? Anh ăn 2 lần cộng với anh uống là phải không? Là uống, ăn là 2 lần cộng với uống. Dạ. Uống 2 lần đó. Uống 2 lần. Dạ. Xưa lúc 10 ngày đầu ra. Dạ. Ăn mà nó kinh khủng quá. Ừ. Dạ. Nhưng mà cũng đáng ăn, mình có bệnh mà. Dạ. Sau đó là uống thì dễ chịu hơn, mình dính thở làm ok, làm miếng nước vậy thôi. Dạ, hôm bữa rồi thông tin của anh thì quá hay luôn. Tại vì hôm bữa trước có một ông bác là cũng trong vòng có 3 tháng là uống là hết bệnh suy thận. Mà cái mức độ ăn của bác đó là rất là nhiều luôn. Tại vì bác đó còn trẻ. Dạ. Anh cái tưởng tượng như nè, là bây giờ nó giảm 60 rồi chị. Dạ. Thì nếu mà nó giảm được, mà dù về tháng sau mà nó giảm chỉ cần 30 nữa thôi là anh về bình thường rồi. Dạ. Đấy, nếu mà cố gắng anh uống được 1 tháng. Vậy là cái chỉ số hiện tại của anh là sau 25 ngày uống là giảm xuống còn nhiêu anh? Đúng rồi, đúng 25 ngày là giảm được 63 đó. 63 đơn vị là xuống còn bao nhiêu? Xuống còn 153, 216 còn 153 đó. 216 xuống còn 153, giảm 60 đơn vị trong vòng chỉ có 25 ngày. 25 ngày là từ giai đoạn 2 xuống còn giai đoạn 1. Đúng rồi, giai đoạn 2. Nhưng mà vậy là quá tuyệt vời luôn, trong vòng có 1 tháng mà nó xuống một bậc suy thận. Dạ. Anh thì cũng đi khám nhiều chỗ lắm rồi mà các chỉ số anh đọc anh biết hết. Dạ. Như chỉ số nào mà máu của Ulrich chơi thì Ulrich anh biết hết. Nãy giờ dạ, em nghe anh nói là anh rất là rành về bên đó luôn rồi. Cái thông tin anh chia sẻ anh rất là kỹ. Dạ. Kinh nghiệm rất là nhiều rồi. Thì có những bệnh viện, những bệnh viện người ta kiểm lấy chỉ số là 1,3 hoặc là 1,25. Dạ, đúng rồi. Nó có 2 cái đơn vị. Tùy cái đơn vị. Dạ. Tùy cái máy mà nó lên đo trắc nghiệm. Dạ. Tùy cái minimum nó tính á. Nên là bệnh sinh Đà Lạt thì anh tính là nó còn khoảng giai đoạn đầu quay giữa giai đoạn 1 á. Dạ. Về nó khá tốt á. Giờ cái mong là uống vô tháng sau xuống khoảng 20-30 nữa thôi, thì tháng sau nữa xuống ít cũng được. ngoài cái ăn cỏ mực này, anh có ăn uống thuốc gì khác nữa không, hay là ngoài thuốc tây? Hồi xưa là anh uống thuốc tây rất nhiều. Dạ. Thuốc giảm huyết áp này, thích thường vương, em biết không? Thích thường vương quảng cáo. Em biết. Dạ. Là một tháng là uống phải 3-4 hộp, áo quanh 6-7 hộp gì đó. Dạ. Tức là ngày là 6 viên. Dạ. Sáng mới chiều. Mà nói chung là cũng không thấy quá gì. Dạ. Nói chung là không có hiệu quả. Rồi giờ anh bỏ lúc mà ăn cỏ mực, bắt đầu anh ăn cỏ mực là thử á. Dạ. Anh bỏ tất cả, anh chỉ uống
Dạ. Tại vì mình chưa có huyết áp để cho là thận mình nó không có làm việc quá tải á. Nhưng mà lúc đó sao anh liều à? Từ mà uống thuốc rất là nhiều mà anh lại dám bỏ ra em thử coi mực. Tại vì giờ mình thấy hồi giờ mình đi nhiều quá rồi, mình cũng rút kinh nghiệm nhiều rồi. Dạ. Thì thực tế nó cũng không thuốc tây, nó chỉ để là nó cầm chân được năm nào hay năm đó thôi em ạ. Dạ. Nhưng mà sau thời gian này thì anh thấy nó tăng quá nhanh, quá nguy hiểm luôn không? Đúng rồi, anh thấy là có uống thuốc nào cũng vậy, Dạ. gọi xuống bác sĩ thì còn bác sĩ còn cũng trấn an là không sao đâu, cứ cố gắng uống thuốc vậy, nhưng mà mình cảm thấy là mình biết Dạ. đó, là sau đó là mặt mày nó cũng phù phù lên lớn, đi Dạ. tiểu thì bọt rất là nhiều. Dạ. Sau đó là mình đi luôn, mình bỏ luôn, mà ở nhà thì nói chung lén bỏ thôi, trên nhà thì không sao bỏ, nhưng mà Dạ. lén bỏ Rồi, uống uống một cái khác thôi. Cái khác là để mình cũng chế khỏi bị đột quỵ hay là bị gì thôi. Dạ, huyết áp thì căng thẳng, anh phải cẩn thận, cái này anh phải đo thường xuyên, không có Đúng y đúng đúng, được. Dạ. anh kiểm soát được cái khác không, tại vì Dạ. cũng đo thường xuyên, với lại là mình cái cơ thể mình biết, ví dụ nó hơi nhức đầu Dạ. hay đau gáy sâu sâu sơ sơ mình biết là cảm ơn bác sĩ Ồ, trả lời. anh Tân là làm việc lao động nặng hay là làm việc văn phòng? Anh làm văn phòng, anh làm văn phòng em. Dạ, rồi anh có tập thể dục gì thêm không anh? Có quen đâu, mình chiều tối thì anh cũng không có đi bộ gì, nhưng mà anh cứ vươn vai hít thở lại kiểu dạng là bảy tay, là bảy bảy tay kiểu người ta khó xử, anh tập Dạ. trong mạng thì nó gọi là chỉ À, kinh kinh nó mà dạng vậy mà vẫy tay nhẹ đưa không? lên bảy xuống, đưa Dạ. lên bảy xuống mà bảy ngày nào nó mỏi thôi, nhưng Dạ. đó mà buổi tối thôi chứ bằng ngày anh cũng lười vậy lắm. Ừ, vậy anh Cho là nên là anh đang là ngay thành phố Đà Lạt hả? anh ở ngay thành phố là anh ở thành phố. Dạ. Rồi hôm nay thì hy vọng là qua 1 tháng nữa thì không cần phải giảm 60 đơn vị đâu, giảm 30 đơn vị thì quay về mức ổn định là được rồi ha. Ừ. Chừng nào mà chắc có bác sĩ họ họ tại vì anh nãy anh cũng gọi cho bác sĩ mà xét nghiệm cho anh đó, Dạ. hỏi là cái chỉ số mà giữa chỗ bác sĩ nguyên cái kết quả mà giữa bác sĩ xét nghiệm với lại máy cái bệnh viện thì nó có lên nhau không, Dạ. thì bác sĩ nói là không lên, Dạ. xong mình mới nói vậy, bác sĩ nói là giờ anh ăn thêm nửa tháng nữa Dạ. cho lên kiểm tra lại, thì nửa tháng nữa nếu kết quả anh sẽ gọi cho sếp. Dạ, Và thêm ồ, bữa hiểu. nào thì em cứ ép cái này vô vô Zalo đi, bữa nào mà nghe em gọi cho được Rồi, em sẽ lưu số của anh Tân ha. rồi là lưu đây anh Tân rồi cứ ép lên ấy Zalo anh Rồi, Zalo chút nữa kia xíu nữa em Zalo em xin gọi. số điện thoại của một anh ở Sài Gòn, cái gì ngày mai em gọi em hỏi thăm ảnh luôn. Ừ, thôi tí anh nhắn cái số của anh Phúc cho, Dạ, anh Phúc với hả? lại là cũng khuyên mọi người là nói chung ăn á là trái cây tuyệt đối không ăn. Anh hồi xưa anh Dạ. ăn chuối mấy bữa mà lên vùng vết là Ủa, chuối nè, cây chuối. dưới nè, các loại trái cây Các loại trái cây là nhanh lên. Dạ. phải 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 hạn chế không ăn luôn, Phải đó kiêng là nó cử. bị cái hàm lượng calo nó cao quá. Dạ. Rồi ăn nhạt đạm thì hạn chế, không phải cấm ăn nhưng mà phải Dạ, hạn hạn chế, chế ví bớt. dụ một ngày ăn khoảng cỡ bao nhiêu gram thôi, ví dụ cơ thể là ăn cỡ sáu mấy ký, ăn ngày khoảng cỡ 150 gram đạm Dạ. thôi, Có nhiều đạm bà gan thì tốt hơn lương thực. Dạ, có nhiều bà con họ hỏi là tại sao ăn có mực mà bị tăng, thì em nói là rất là nhiều người ăn giảm là có thể do mình cái thức ăn của mình và cái sức khỏe mình nó đang bị tăng bệnh nặng á, nên là có mực nó không có đủ thấm, nên là mình phải tìm cách kiêng cử nè và mình ăn có mực nhiều lên, tăng cường lên. Dạ, với lại tùy theo thể trạng của mỗi người, có người thì giảm bệnh hết như anh nhanh, còn có người chậm, nhưng mà nhanh hay chậm thì mình phải kiên trì thôi. Dạ. Có niềm tin rồi, Dạ. chứ nó dần thôi á, chứ đừng có nói là nó giảm. Giảm xuống mà không ngờ luôn phải không? Thì anh giảm thì thấy tốt, kết quả tốt rồi thì mình sẽ tiếp tục theo dõi thử coi nó như thế nào, Rồi, cảm nếu ơn mà anh tốt Tân nha. thì anh sẽ đó là chuyện thật nha, Rồi, không hy phải vọng là là em sẽ nhận được cái thông tin sớm của anh, tại vì nhiều khi bà con nghĩ là mình chia sẻ thông tin không có chính xác, nên là em muốn là người trong cuộc có những câu chuyện để cho bà con mình có thêm lòng tin. Cái này giống như mình có duyên với nhau, thì mình gặp nhau mình chia sẻ thông tin cho bà con. Dạ. Đây, cảm ơn anh nghe Tân. thông tin của anh của em mà anh thấy cũng có khả quan Dạ. Em có một cái chương trình nữa là cái trên kênh Nam Việt, anh có biết không ha? biết anh có nói dỗ anh nhiều lắm, tại vì cái của em bữa anh lên số điện thoại của em á, Dạ. anh vô mấy cái đó mà chẳng thấy số điện thoại. Tại vì nhiều bà con lên đó thì không tin rồi tưởng em bán thuốc, nên là em hạn chế cái đó, nhưng mà nếu mà Không muốn biết tìm thì dễ lắm. Gõ tí xíu là ra số điện thoại em à. Dạ. rồi sẽ biết rồi, trên số này của em hả, Rồi đúng rồi, em cứ có để xài con em số chốt thôi. cơm. Rồi. Em vẫn xài Zalo số này luôn chứ hả? Xài tất cả Zalo, Viber một số này luôn anh. Rồi Rồi anh Tân. cái bữa sau là nếu mà cái muốn anh mà gọi xuống lại thì bữa sau gọi lại cho anh, thì gọi bằng Zalo thì cho nó khỏi bệnh, nó mất công tiền đấy của nó không.
Rồi ok anh, rồi cứ hy vọng có dịp lên Đà Lạt gặp anh nghe. Ừ, nên là chị gọi cho anh. Rồi chào anh Tân, dạ hẹn gặp lại anh vào tháng sau. Rồi bye anh. Rồi, hôm nay thì em có chia sẻ một câu chuyện của anh Tân. Mình lại có thêm một người bạn ở Đà Lạt rồi. Hy vọng là bà con mình có thêm thông tin ha. Còn những cái gì mà cái cách ăn á, ha, cách ăn có mực uống có mực thì chia sẻ kinh nghiệm từ những người đã hết như vậy. Còn nếu mà anh chị muốn xem cái cách ăn, cách chuẩn bị thuốc men thế nào đó về ở gia đình mà ba em là trực tiếp là người hết bệnh từ có mực á, thì mình có thể xem lại video cũ trên kênh Sức khỏe 60 giây ha. Rồi, hôm nay mình sẽ dừng video này đây. Hy vọng là có thêm nhiều thông tin cho bà con ha. Bà con có gì thắc mắc thì cứ để bên dưới lời bình luận trong mô tả của video. Tại vì có nhiều người không tin á, gọi điện vào phá quấy rối, nên là em cũng rất là ngại cái vụ này. Tại em cũng còn công việc của mình á. Thôi, chào bà con mình ha. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe.